Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng số For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả cách tốt nhất. For Explorer ở thời điểm hiện tại là đầu năm 2023, liệu nó có còn đáng mua hay không? Với cái mức giá niêm yết của chiếc xe này là 2.399.000.000 đồng, sau khi trừ chương trình khuyến mãi cực khủng, nó lăn bánh chưa tới 2,6 tỷ đồng các bạn. Phải nói một cái mức giá mà không tưởng cho chiếc xe này. Nếu so lại chính bản thân nó cách đây khoảng tầm vài tháng thôi thì cái mức giá nó đã thấp hơn rất nhiều so với lại thời điểm trước đây rồi. Thì cái câu hỏi hôm nay Cường đặt ra đó là với cái mức giá dưới 2,6 tỷ đồng lăn bánh cho một chiếc xe SUV cỡ lớn 7 chỗ ngồi phục vụ cho gia đình, thì chiếc xe này liệu nó có còn đáng mua hay không? Thì xem xong video này các bạn cảm thấy như thế nào thì hãy comment cho Cường cùng biết ở bên dưới video. Ngay bây giờ Cường mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết với Cường về chiếc xe này ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên Cường sẽ mời các bạn đi tìm hiểu một vòng về ngoại thất. Ở phần đầu xe thì cái câu chuyện đẹp hay xấu á, Cường sẽ không nói tới, mà Cường nhường cho các bạn comment ở phía bên dưới. Còn về trang bị thì chiếc xe này sẽ được trang bị một cái cụm đèn pha phải nói rất to các bạn. Toàn bộ đều là sử dụng bằng công nghệ LED hết. Với riêng cái cụm đèn này, chúng ta sẽ có công nghệ sau đây: tự động bật tắt, tự động điều chỉnh góc chiếu, tự động đánh theo góc đánh lái, và tất cả đều là LED. Đèn sương mù ở phía dưới này cũng LED luôn. Ở phía trước chúng ta sẽ được trang bị 4 cảm biến, camera 360 độ, mặt ca lăng được mạ chrome sang trọng, radar adaptive cruise control. Nhìn tổng thể đẹp hay xấu các bạn hãy comment nha Cường cùng biết. Ở góc nhìn này các bạn sẽ thấy cái sự uy lực và bệ vệ của chiếc xe Ford Explorer nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, đó chính là kích thước cả về chiều rộng, chiều dài, chiều cao cũng như là chiều dài cơ sở, chiều rộng cơ sở của chiếc xe này đều lớn nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn tại thị trường Việt Nam, cộng với lại là cái không gian nội thất vô cùng rộng rãi để phục vụ cho quý khách. Ở trang bị chúng ta sẽ được trang bị một cụm mâm lốp kích thước 20 inch, và cái điều đặc biệt ở đây là cái lốp rất xịn các bạn, lốp Michelin Rimasi AS, là một bộ lốp chuyên về khả năng cắt âm, cho nên chiếc xe này có một khả năng cắt âm rất đáng nể. Size lốp là 255/55R20, và cái cụm mâm này phải nói là nó rất là sang nha các bạn. Chạy ở ngoài đường cái mâm này khi mà nó quay nhìn rất là đẹp, cái mâm này mà đánh cho nó sáng bóng lên nhìn nó lấp lánh luôn, kể cả khi các bạn đi buổi tối. Trang bị một cái ốp cua vè bằng nhựa nhám ở đây đỡ bị chảy xước. Ở phần bên hông thì chúng ta sẽ có rất nhiều trang bị: gương là gương tự động, báo ré, sấy, cảnh báo điểm mù, chỉnh điện các thứ hoàn toàn bằng điện hết. Ở phía dưới này được trang bị một cái babue bằng nhựa nhám kết hợp với lại một cái đường viền chrome ở đây, lại càng làm cho chiếc xe nó trường hơn. Tay nắm cửa thì tất cả là bằng tự động nhé các bạn, smart key, không cần phải rút ra bấm, chứ sọt vào là tự động mở, ấn nút là tự động khóa, có luôn cả mật khẩu để vào bên trong xe, rất là hiện đại. Và các bạn nhìn tổng thể, các bạn sẽ để những cái chi tiết này, đen này, đen này, đen này, đằng sau cũng đen. Nó là một chiếc xe SUV cỡ lớn, sang trọng nhưng cũng không kém phần thể thao nhờ những cái chi tiết sơn màu đen này, nhìn rất đẹp. Ở phía bên trên còn thêm một cái ray nóc, một cái baga mui để các bạn gắn thêm những cái phụ kiện chính hãng để mình thích hợp cho những cái sở thích riêng biệt của khách hàng. Hoặc tiện thể cần bật mí cho các bạn luôn là về khả năng cách âm trong những cái trụ A này, trụ B, trụ C và những cái phần cánh cửa, kể cả cái vành sàn đều được gia cố thêm những cái vật liệu cách âm để giúp cho chiếc xe ngồi bên trong im lặng một cách rất đáng nể nha các bạn, cộng với lại cái bộ lốp. Và hệ thống treo trên phiên bản này là hệ thống treo độc lập đa liên kết nha. Các bạn hãy phân biệt cái hệ thống treo trên phiên bản mới này so với lại cái hệ thống treo của phiên bản Ford Explorer từ đời 2019 đổi về trước, nó là hoàn toàn khác nhau nha. Nhìn cái tên gọi mình cứ tưởng nó giống nhau nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Thằng này là độc lập đa liên kết rất êm ái và có một cái độ chắc chắn khi chúng ta chạy tốc độ cao rất tốt, và cái khả năng giảm chấn, cái lực từ bánh xe nó tác động vào bên trong khoang cabin cũng được giảm rất nhiều so với thế hệ trước đây. Thế hệ trước đây chỉ đơn giản là hệ thống treo kiểu MacPherson mà thôi. Nói về cái khả năng cách âm cũng như là cái khả năng ổn định khi chạy tốc độ cao, cái phiên bản mới này vượt bậc hơn hẳn so với thế hệ trước đây. Ở phần đuôi xe, Cường sẽ chỉ nói về những cái trang bị còn đẹp xấu thì Cường nhường cho các bạn. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là đằng sau 4 cảm biến lùi, đèn sương mù, camera lùi, gạt mưa tự động, đèn phanh trên cao, ống xả kép ở phần phía dưới, và cái cản đằng sau là bằng nhựa nhám, cộng với lại những cái chi tiết bằng nhựa nhưng mà được sơn cái màu bạc.
nhìn rất là năng động và thể thao các bạn. Đèn thì tất nhiên là đèn hậu full LED và một cái nẹp chrome to bản, làm cho chiếc xe trở nên sang trọng hơn, đúng chất một chiếc xe SUV nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Và các bạn lưu ý nha, 4WD trên Ford Explorer là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Chứ các bạn đừng nhìn Ford Worldwide mà các bạn tưởng nó là giống 4x4 nha, nó là 4 bánh toàn thời gian. Ngay khi các bạn đóng cửa, nghe cái tiếng đúng là tiền tỷ nó khó khăn các bạn, nghe cái tiếng nó uy lực. Và khi các bạn ngồi ở vị trí này á, các bạn sẽ thấy được thứ nhất á, là cái sự rộng các bạn. Nó rộng về cái phần bề ngang, là cái phần mà các bạn dễ dàng cảm nhận ra, là cái phần các bạn dễ cảm nhận được nhất. Nó đến từ cái kích thước thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc thiết kế, nó cũng góp phần là tạo ra một cái thị giác cũng rất là tốt các bạn. Mở cửa sổ trời ra nè. Nó đến từ những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là cái ô cửa gió điều hòa nó cũng làm nó kiểu dẹp mà nó vát qua hai bên. Ở những cái đường ốp gỗ đây nó cũng kéo dài qua, nó thuôn, nó kéo dài ra. Vừa cái kích thước, vừa cái cảm giác mình nhìn vô là cảm giác rất rộng. Cảm giác là mình bơi bên trong chiếc xe này vậy các bạn. Rồi, chi tiết thì các bạn sẽ thấy nó có một phần vô lăng. Và nó là sướng các bạn. Cái phần vô lăng này nó mập mập, nó ú ú. Với cái phần vô lăng này chúng ta sẽ được trang bị là sấy vô lăng chỉnh điện 4 hướng. Màn hình sau vô lăng sẽ là hai màn hình analog và màn hình TFT chính giữa kích thước là 7 inch. Màn hình trung tâm kích thước 8 inch. Hệ thống giải trí là SIN 3.4. Ở phần phía dưới chúng ta sẽ có cam 360. Rất nét. Nó mượt. Cái đáng nói nhất là cái độ mượt, tức là nó không có bị lát như là những cái camera mình lắp thêm, mà nó rất là mượt, nó chuyển động rất là tự nhiên. Điều hòa hai vùng độc lập, có sấy và làm mát cho ghế tài và ghế phụ. Và những cái nút bấm ở đây được làm cái màu đen bóng, nó rất là sang trọng các bạn. Nó kết hợp với lại cái phần lưng ngựa ở đây lại được sơn màu bạc, nó lại có một cái tính gì đó thể thao. Ở trên này là sang trọng, mà dưới này nó lại là thể thao. Nó pha lẫn giữa hai cái phong cách này, làm cho mình một cái cảm giác nó lạ. Rất nhiều hộp để đồ, cổng sạc USB Type-C đầy đủ, không thiếu gì các bạn. Sạc không dây, cần số là dạng núm xoay, điện tử. Có phanh tự động auto hold, đó là bình thường trên những xe tiền tỷ rồi. Có 6 chế độ lái, đó, hỗ trợ độ đèo, mấy cái đó thì nó quá bình thường rồi trên những chiếc xe kiểu như thế này. Bệ tỉ tay rất lớn các bạn, bằng bọc da toàn bộ cao cấp hết, tha hồ cho các bạn để đồ dưới này, rất là lớn nha. Trong này cũng có cổng sạc luôn. Và cái form ghế này phải nói là nó không có được quá thể thao đâu. Cái ôm lưng và ôm mông thì nó cũng không quá là thể thao đâu, mà nó theo cái kiểu là nó bự và ngồi nó êm các bạn, ngồi nó thoải mái á. Thì phong cách của chiếc xe Ford Explorer này hướng tới gia đình, chứ không phải là hướng tới cái sự là thể thao quá đáng. Ở bên này chúng ta sẽ có là nhớ ghế 3 vị trí nha, trang bị hệ thống giải trí âm thanh là loa P&O. Rồi bây giờ mời các bạn ra cái hàng ghế thứ hai để kiểm tra xem cái hàng ghế thứ hai rộng có nào. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái thể trạng của mình nó phù hợp với lại này xíu đi. Này ngồi nó rộng quá sao mà đạp ga đạp phanh được. Đó, như vậy là vừa nè các bạn. Đó, ví dụ như bây giờ mình ngồi lái là ok nè, thoải mái nè. Đó, rất là thoải mái. Cường cảm giác là Cường sẽ ngồi chiếc xe này mà lái 500km liên tục nó không mệt các bạn. Chưa gì nó làm cho mình một cảm giác thoải mái khi mình ngồi lên chiếc xe này rồi. Mình thích cái tiếng đóng cửa của xe này ghê luôn các bạn. Cảm giác nó dày nùi nụi, nó chắc cú á. Về độ rộng á, thì Cường sẽ không nói quá nhiều, bởi vì trên những chiếc xe kiểu như thế này thì nó rộng lắm. Hàng ghế thứ hai phải nói là cực kỳ rộng luôn. Cường sẽ chia sẻ những cái tiện ích cho các bạn như sau. Màn hình giải trí đằng sau gối cho hai bên, hai màn hình giải trí. Hai màn hình này có tính năng là độc lập âm thanh nha. Các bạn nghe cái màn hình này bằng một cái loa tai phone riêng, bên kia một cái loa tai phone riêng, không ảnh hưởng đến ai. Thứ hai là cửa gió điều hòa độc lập cho từng ghế. Đèn đọc sách, có rèm che nắng ở đây. Bên này có rất nhiều vị trí để ly. Bệ tỉ tay lớn, thoải mái, cửa sổ trời, toàn cảnh. Ở cái hàng ghế này chúng ta sẽ có thể là trượt lên, trượt xuống nha các bạn. Và cái biên độ trượt rất lớn. Nếu mà cần trượt thì đâu đó nó khoảng tầm 20cm nha. Cái biên độ trượt lên xuống của nó 20cm. Điều này nó có ý nghĩa rất quan trọng, sẽ giúp cho các bạn linh động sắp xếp hàng ghế thứ nhất, hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba làm sao thoải mái nhất cho 7 người nha. Các bạn đi những chiếc xe kiểu như thế này, nếu các bạn không biết điều chỉnh thì các bạn sẽ thấy là hàng ghế thứ ba nó chật. Nhưng nếu các bạn biết cân đối giữa hàng ghế thứ nhất, hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba thì Cường đảm bảo các bạn là ngồi ở vị trí nào trên chiếc xe này nó cũng sướng nha. Chẳng qua là các bạn điều chỉnh nó có phù hợp hay không mà thôi. Còn ở hàng ghế phía dưới này á, thì Cường thấy là cái kích thước của ba ghế nếu ngồi ở cái vị trí mà hai bên hoặc là trên dưới này là như nhau nha. Cái độ thoải mái là như nhau.
Tuy nhiên là ở giữa nó có cái bệ tì tay, cho nên cái phần lưng thì nó hơi cứng hơn so với lại hai bên. Còn cái kích thước lòng ghế là tương đương nhau, đều là 35, 30, 35, tức là bên này nó chỉ nhỏ hơn một xíu thôi. Còn nhìn về thị giác là Cường thấy nó như nhau. Và ở hàng ghế giữa này sẽ không trượt được nha các bạn, không trượt lên trượt xuống được, mà chỉ có ngả cái phần lưng ra được thôi. À, hai bên thì chắc chắn là ngả cái phần lưng ra được rồi. Còn ở cái phần chính giữa này các bạn ngả các bạn đây, đó mình có thể ngả ra hết cỡ. Đó thì nó sẽ như thế này, ngồi cũng rất là thoải mái các bạn. Và thêm một cái nữa là cái ụ ở chính giữa này các bạn, nó nhô lên không quá cao, nó nhô lên đâu đó khoảng 10cm thôi. Và cái bề ngang cái phần ụ nhô lên nó cũng nhỏ các bạn, nó khoảng tầm 15cm à. Đây là một cũng điều cũng rất đáng khen trên những dòng xe kiểu dẫn động hai cầu như thế này. Thường cái chỗ này nó ụ lên rất là cao, nhưng mà đối với lại Ford Explorer thì mình ngồi ở đây nó vẫn thoải mái các bạn. Dù là mình ngồi ở chính giữa, mình để chân ở dưới hay là banh ra hai bên thì nó cũng rất là ok. Bây giờ Cường mời các bạn vô hàng ghế thứ ba để xem nó như thế nào. Vô cái hàng ghế thứ ba này Cường cảm thấy nó hơi tối nha các bạn. Các bạn thông cảm giúp Cường nha. Nhưng mà Cường sẽ mô tả thật là kỹ để cho các bạn hình dung nè. Thì như hồi nãy Cường đã chia sẻ, cái hàng ghế dưới này sẽ không trượt lên trượt xuống, mà lúc nào nó cũng ở cái vị trí là mặc định như thế này. Thì các bạn thấy nè, ở vị trí mặc định Cường là cao 1m7, nặng 75kg, thì các bạn còn đâu đó khoảng tầm gần 10cm từ khoảng cách đầu gối so với lại hàng ghế phía trước. Còn nếu mình kéo cái hàng ghế thứ hai này xuống, cái biên độ trượt như hồi nãy Cường nói là 20cm đó, thì nếu mà mình trượt cái hàng ghế đằng trước này lên hết cỡ thì mình ngồi hai bên phải nói quả thật là rộng ở trên hàng ghế thứ ba của chiếc xe Ford Explorer này luôn nha. Cái hàng ghế này nếu mà so với lại vị trí trượt ra đằng sau hết cỡ thì nó là khoảng 5cm. Thì nếu mà từ cái vị trí này mình trượt lên đằng trước khoảng 15cm thì các bạn thấy nè, nó còn cả gang luôn các bạn. Nếu mà mình trượt lên hàng ghế phía trước, đây ví dụ như Cường sẽ mô phỏng cho các bạn xem luôn. Cường sẽ gập cái hàng ghế này lại, rồi Cường sẽ trượt cái hàng ghế này lên hết cỡ nha. Nếu Cường trượt cái hàng ghế này lên hết cỡ, Cường sẽ cho nó cái độ ngả ra thêm một xíu đi. Đó, ví dụ như cho độ ngả nó hết cỡ luôn nè, hết cỡ luôn đó các bạn. Ngả ra đằng sau hết cỡ đó, nhưng mà trượt lên đằng trước hết cỡ. Thì các bạn thấy nè, còn gần 20cm cái khoảng cách từ đầu gối lên cái hàng ghế phía trước. Nhưng mà ngồi hàng ghế phía trước nó vẫn rất rộng nha, chứ không phải là chặt nha. Đây Cường sẽ giữ nguyên ở cái ghế này và Cường ngồi ở hàng ghế thứ hai thử cho các bạn xem. Đây các bạn thấy không, nếu mà so với lại vị trí mà trượt lên hết cỡ thì khoảng cách từ đầu gối lên hàng ghế thứ nhất vẫn còn đâu đó khoảng 15cm nữa cơ. Nó rộng tương đương với lại những chiếc xe cỡ B đó. Còn nếu mà trượt ra đằng sau thì nói làm gì nữa, quá là rộng rồi, cả 40cm các bạn, trượt lên hết cỡ. Đó, thì cái này vấn đề ở đây á là các bạn điều chỉnh nó như thế nào thôi. Chứ thực sự mà nói để mà một cái hàng ghế thứ ba mà rộng thanh thang á, thì không có đâu. Nhưng mà nếu các bạn điều chỉnh nó phù hợp thì ngồi hàng ghế thứ ba nó cũng sướng các bạn. Và đặc biệt là hệ thống treo và khả năng cách âm của chiếc xe này rất tốt. Cho nên là ngay cả khi các bạn ngồi hàng ghế thứ ba, các bạn cũng không có bị nghe những cái tiếng ù nè, cũng không có bị giằn sóc khi mà chúng ta đi qua những cái ổ gà. Đó là một cái điểm hay trên chiếc xe Ford Explorer này. Khi gặp cả ba hàng ghế trên chiếc xe Ford Explorer này thì cái dung tích cốp của nó cũng đang còn rất tốt nha các bạn. Nhìn thì các bạn thấy là nó cũng không gì quá là sâu đúng không? Chiều sâu của nó đâu đó khoảng tầm 50cm thôi. Nhưng mà các bạn hình dung nếu so sánh lại chiếc xe Lexus LS570, khi gặp cả ba hàng ghế thì cốp của chiếc xe này rộng hơn chiếc xe đó. Nói một cái hình ảnh như vậy để các bạn hình dung cái cốp của chiếc xe này nó như thế nào. Đây ở dưới này khi mà các bạn mở cái tấm chắn này lên còn rất là sâu nha. Cái lòng cốp còn rất là sâu, tha hồ cho các bạn để những cái vali hay là những cái túi vải tha hồ trong những cái chuyến hành trình rất là dài ngày. Ở đằng sau thì ghế là ghế gập điện nha các bạn. Đây, đó, gập điện hoàn toàn tự động hết, rất là thoải mái các bạn. Sau khi gập xong thì nếu mà đi 5 người trên chiếc xe này thôi thì phải nói là mênh mông cho các bạn để đồ luôn. Và rất nhiều người dù cái nhu cầu không tới 7 chỗ nha, nhưng mà thích cái chiếc xe Ford Explorer này, cho nên là mua chiếc xe này về dù là chỉ đi có 1-2 người hoặc là 3-4 người là cùng mà. Giữa nắp capo của chiếc xe này là một cái động cơ máy xăng 2.3 EcoBoost turbo tăng áp 301 mã lực 431 Nm, và đặc biệt là cái moment xoắn cực đại 431 Nm đó, nó đạt tại giải vận tua chỉ có 1.750 vòng một phút thôi các bạn. Phải nói là rất sớm, ngay từ khi các bạn đạp nhẹ ga thôi là chiếc xe này đã thôi thúc, nó đẩy các bạn đi với một cái gia tốc rất lớn. Chiếc xe này tăng tốc từ 0 lên 100 km một giờ trong khoảng 6 giây. Phải nói là một cái sức mạnh đủ để cho các bạn là thoải mái chinh phục, thỏa mãn cái đam mê của mình. Thứ hai nữa là hộp số sẽ là hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động
4 bánh toàn thời gian. Và trên phiên bản này nó sẽ thiên về lực bật đẩy là truyền lực cho bánh sau nhiều hơn. Nó sẽ tặng cho con một cái cảm giác rất là thể thao, đạp cái là bần đầu rất là sướng. Kèm với đó là 6 chế độ lái tha hồ cho các bạn chinh phục. Về công nghệ an toàn thì Cường xin bạn phép liệt kê lại tất cả những công nghệ trang bị trên chiếc xe này để cho các bạn cùng nhìn lại một lần nữa. Còn về khả năng vận hành là cái mà Cường rất quan tâm trên chiếc xe này, muốn chia sẻ các bạn, đó là một cái khả năng vận hành rất tốt nha các bạn. Nếu so với lại thế hệ trước đây thì chiếc xe này phải nói là vượt bật hơn so với lại thế hệ trước đây á. Nó đến từ tổng hòa những cái yếu tố từ hệ thống treo nè, khung gầm mới nè, những cái thanh da cường nè, chiều rộng cơ sở tăng nè, chiều dài cơ sở tăng nè, động cơ được cải tiến hơn nè, hộp số cũng mượt mà hơn, là từ hộp số 6 cấp lên hộp số 10 cấp nè, một cái hệ thống lái trợ lực điện mới trên Ford Explorer này. Tổng thể những cái yếu tố đó lại làm cho chiếc xe này có một cái khả năng trải nghiệm rất là tuyệt vời nha các bạn. Dù đây là một chiếc xe SUV cầm cao nhưng mà các bạn sẽ không mấy cảm nhận được cái sự bồng bềnh, cái sự gắt ngang đặc trưng trên những chiếc SUV kiểu như thế này, ngay cả khi các bạn chạy trên cao tốc vận tốc nó lên đến hơn 100 km/h. Đó là một điều mà Cường cảm thấy rất tự tin khi cầm lái chiếc xe này. Còn về khả năng cách âm thì Cường đã chia sẻ với các bạn ở giữa video là lốp mới, hệ thống treo mới, thân vỏ mới, những cái trụ A, trụ B, trụ C, những cái phần sàn được gia cố thêm những cái vật liệu cách âm, kính là kính cách âm hai lớp, tha hồ cho các bạn là có một cái chuyến hành trình rất là dài, cực kỳ thoải mái trên chiếc xe Ford Explorer này. Thì tất cả những điều mà Cường chia sẻ với các bạn là ngoại thất, nội thất, động cơ, hộp số, công nghệ an toàn, cách âm, trang bị người lái cũng như là cái khoang nội thất ở bên trong rộng rãi như thế nào. Thì với cái mức giá 2 tỷ 399 triệu đồng cho một chiếc xe SUV nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ thì các bạn thấy sao? Hãy comment cho Cường cùng biết. Và một điều đặc biệt là cái mức giá ở thời điểm hiện tại đang được ưu đãi rất nhiều nha các bạn. Các bạn cứ thử tính đi, sau khi trừ chương trình khuyến mãi rất khủng thì lăn bánh nó chưa tới 2,6 tỷ đồng. Một con số phải nói rất ấn tượng. Nếu giả sử như các bạn cầm 2,6 tỷ đồng trong tay mà đi mua những chiếc xe SUV cỡ lớn nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ kiểu như thế này thì phải nói là đây là một cái sự lựa chọn tuy nó không mới nhưng chắc chắn nó là ngon nhất, hợp lý nhất, mang lại cho các bạn nhiều cái giá trị sử dụng nhất. Bởi vì cũng biết là chiếc xe này đã được ra mắt trên thị trường thế giới từ năm 2020, về Việt Nam là 2021, đến bây giờ là năm 2023 thì đã cũng trải qua 2 năm bán tại thị trường Việt Nam. Và chiếc xe này bản thân của nó cũng là năm sản xuất 2022, thì nó không phải là một cái sự lựa chọn mới mẻ nhưng mà chắc chắn là một cái sự lựa chọn nó rất là hợp lý. Còn nhiều khách hàng hỏi Cường về chiếc xe Ford Explorer 2023 khi nào về Việt Nam, thì thực sự trả lời thật các bạn là Cường cũng chưa có câu trả lời nữa. Ngay cả bản thân tại thị trường Mỹ, là bản thân là nguồn gốc xuất xứ của chiếc xe này, cũng chưa có Ford Explorer 2023 các bạn. Chỉ có ở thị trường Trung Quốc á, thì nó đã có phiên bản Ford Explorer 2023, nhưng đó chỉ là ở thị trường Trung Quốc mà thôi. Và chắc chắn là cái giá của nó thì nó sẽ không được tốt như bây giờ là 2,6 tỷ đồng, dưới 2,6 tỷ đồng lăn bánh. Còn nếu mà xe mới về thì Cường nghĩ là cái mức giá nó phải loanh quanh 3 tỷ lăn bánh các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Nếu các bạn mua bất cứ dòng xe Ford nào, cứ gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.